Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên của quân y trên quần đảo Trường Sa, JK. Cùng với lực lượng quân y thường trực trên quần đảo và nhà gian, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho quân chủng Hải quân tổ chức hiệp đồng 5 quân khu ven biển, tăng cường lực lượng quân y, tổ chức huấn luyện để sẵn sàng huy động lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hải quân Nhân dân Việt Nam có một tàu bệnh viện, tàu này cũng rất hiện đại. Trên đó có các đầy đủ các phòng chức năng, có một hệ thống phòng mổ, có thể kết nối qua vi sát. Khi có tình huống thì toàn bộ các tàu, các xuồng sẽ chuyển thương binh lên trên tàu. Và tại tàu chúng ta có thể thực hiện được các kỹ thuật cấp cứu và cứu chữa cơ bản. Qua đó, bệnh nhân ổn định thì sẽ được truyền tải bằng máy bay trực thăng về đất liền. Cục quân y đã trang bị cho quân chủng Hải quân các cơ số quân y sẵn sàng chiến đấu, góp phần cấp cứu và điều trị tại chỗ, giữ lại tính mạng cho bộ đội khi đang thực hiện nhiệm vụ trên những vùng biển xa. Có chống sốc, có chống ngạt, có cầm máu và có đầy đủ các loại trang thiết bị. Như vậy là chúng tôi hình dung được rằng là chúng tôi ở điểm đầu của chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhưng các thầy ở phía sau lưng thì cũng đã rất là sâu sát. Trong 5 năm qua, hai kho quân y chiến lược, kho 706 và 708 đã đóng gói hàng nghìn kiện hàng với hàng chục nghìn khoản vật tư quân y, kịp thời vận chuyển ra quần đảo Trường Sa nhanh nhất với chất lượng tốt nhất. Có những thời gian đóng cơ số vào cái dịp Tết Nguyên đán, toàn thể cán bộ nhân viên của kho cũng chưa lo được nhiều trong công tác chuẩn bị Tết, mà cán bộ nhân viên là phần lớn là ở ngoài Bắc, xa quê. Lúc đó là toàn thể cán bộ tập trung vào trong công tác đóng gói cơ số để gửi gắm tình cảm, tình thương, gửi những viên thuốc có hạn dùng dài nhất, tốt nhất. Đây là cơ số quân y cá nhân trang bị cho bộ đội Trường Sa. Không đơn thuần là một chiếc áo phao cứu sinh, mà cơ số quân y này có thể giúp bộ đội sinh tồn trên biển trong nhiều ngày. Với nhiều vật tư quân y có tác dụng cấp cứu bước đầu, có túi lọc nước biển thành nước uống, siro dinh dưỡng đặc biệt để duy trì thể lực, thuốc xua đuổi cá mập, mỗi sản phẩm nghiên cứu trang bị cho bộ đội Trường Sa đều là tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ, nhân viên ngành quân y để mỗi người lính biển vững vàng nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.